quý tín giả kính mời quý tín giả lắng nghe bài khai thị của Thân Hải Vô Thượng Sư tại Đài Nam Formosa vào ngày 14 tháng Giêng năm 1988 với tự đề Tu Chấn Pháp Biến Đổi Vật Mạng. Bài này được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ Hị Đời Giải Thoát, sách Khai Thị Quyển 12. lúc nãy tôi đi qua một ngôi chùa có ngôi tượng bằng nhựa bên trong đèn sáng trưng và có rất nhiều người tôi nghĩ chùa của họ lớn như vậy lại rộng và đẹp rất hấp dẫn nhất định sẽ có nhiều người đến còn ngôi chùa của chúng ta ở ngoại sông khê một ngọn đèn cũng không có cũng không có điện thoại cũng không có đường tốt mỗi lần mọi người lên đó đều tế lên tế xuống vì khi trời mưa đường rất trơn họ phải thay y phục mấy lần. Đường núi mới làm, chỉ là những bậc tăng cấp sơ sài. Vậy mà mỗi Chủ nhật cũng có nhiều tín đồ phát tâm đến giúp đỡ việc khiên vác. Họ cũng muốn xây cất, nhưng nơi đó hình như không được phép xây cất nhà lớn. Nhà bếp cất bằng tre và tủ bằng những tấm bạc ni lông. Đồ đạc để chung vào đó, còn chúng tôi thì ở liều. Cho nên, quý vị đến đó sẽ không thấy gì hết sẽ cảm thấy chán chúng tôi mỗi người kiếm một bóng mát dưới cây để cắm liều nhưng sống rất vui vẻ tự tại vậy mà cũng có rất nhiều người cũng muốn đến ở với tôi tại nơi đó mọi người đã chuẩn bị túi ngủ và liều nhưng vì không có chỗ và người xuất gia đã nhiều cắm liều đã hết chỗ rồi các đồng tu từ đài nam đến không có chỗ ở còn đồng tu cao hùng đến ở chỗ khác vì nơi chúng tôi chưa có chỗ Tôi thấy tình trạng như vậy rất cảm động. Nơi đạo tràng không có một ngọn đèn, chỉ dùng đèn pin chạy tới chạy lui như những hồn ma ở nghĩa địa vậy. Chỗ như vậy mà vẫn còn có nhiều người đến, có nghĩa là người Formosa khai ngộ không ít. Số người thật sự cầu đạo rất nhiều, những người thành tâm rất nhiều. Vì lòng thành của nhiều người này, cho nên cho đến nay tôi vẫn không rời Formosa được. Dính với người Formosa đã 5 năm rồi, như bị cột lại ở đây. Lẽ ra tôi không muốn lưu lại đây lâu như vậy. Cho nên ở được một năm thì tôi qua Hoa Kỳ. Ở Hoa Kỳ được một năm lại bị kéo về. Ở được mấy tháng lại bị người Âu Lạc kéo qua Đức. Họ mời tôi làm trụ trì ở một ngôi chùa. Vì người xuất gia ngày nay bên đó rất ít. Người xuất gia Âu Lạc tại đó cũng rất ít. Họ rất cần vì không tìm được người xuất gia. Tôi qua Đức một thời gian rồi qua Ấn Độ 6 tháng, sau đó lại bị kéo về Formosa. Vì người ở đây quá thành tâm, trong vũ trụ này có rất nhiều pháp luật, cũng như mỗi quốc gia đều có luật pháp vậy. Có một thứ pháp luật vô hình gọi là pháp luật tình thương, như tình thương giữa nam và nữ theo mô hình nhỏ. Còn cha mẹ thương con thì tình thương lớn hơn một chút. Yêu đất nước cũng là một thứ tình thương. Khi chúng ta yêu một người thì cái gì cũng làm được cho họ, thí dụ có một chàng trai yêu một cô gái cô này vốn không thương anh ta nhưng anh chàng mỗi ngày gửi gắm một chút tình yêu thì cô gái sẽ mềm lòng và sau này họ kết hôn với nhau vì tình thương của anh ta quá nhiều và ảnh hưởng đến cô gái quý vị nào lập gia đình sẽ có thể nghiệm đó quý vị thường nghe nói tôi vốn rất ghét người đó nhưng không biết tại sao lại kết hôn với nhau kết hôn là vì lòng thương và sự thành tâm của anh ta. Tình thương của Phạm Phu chỉ thương có một người mà kinh khủng đến thế. Cho nên có những chúng sinh rất kính thương Phật Bồ Tát. Họ rất cần các ngài đến độ họ. Hoặc là minh sư, người thật sự khai ngộ nào đó, thí dụ như vậy. Mỗi ngày họ cầu nguyện. Khi đến bất cứ đền thờ đạo giáo, hoặc chùa chiền hoặc nhà thờ nào, lòng thương của họ sẽ phát ra một sức chấn động đưa đến nơi nào có người đại tu hành hoặc đưa đến Tây phương, đưa đến thiên quốc sau đó thượng đế hoặc còn gọi là đại lực lượng sẽ đưa một số thánh nhân đến nơi đó. Các ngài không muốn đến cũng không được, các ngài cần phải đến, đó tức là pháp luật của tình thương, vì nơi đó họ cần, họ cầu nguyện với lòng thương cho nên cần phải đưa thánh nhân đến đó. Chuyện này cũng giống như nghiệp chướng, thí dụ chúng ta tạo ác nghiệp những việc không tốt như trộm cướp giết người vân vân thì chúng ta sẽ bị lực lượng đó hút xuống địa ngục chúng ta không muốn cũng không được bất cứ tôn giáo nào cũng đều nhấn mạnh đến điều này họ nói làm việc thiện thì lên thiên đàng làm việc ác thì xuống địa ngục chuyện này có thật chứ không phải là không sư ông của tôi đương nhiên là một người đại khai ngộ ngài được sư tổ truyền lại chìa khóa làm người kế vị nhưng khi sư tổ qua đời sư ông khóc rất nhiều, hoặc mỗi khi đến ngày rỗ sư tổ, sư ông cũng khóc dữ lắm, vì đây là sự liên quan giữa người và người, là cảm tình nhân loại. Chúng ta không thể lẫn lộn cảm tình nhân loại với cảm tình Phật Bồ Tát. Chúng ta vẫn là con người, không có cảm tình con người thì không thể nào độ chúng sanh, không thể hiểu được tâm chúng sanh, cho nên tu hành không phải là khúc gỗ. Con người có đến thì phải có đi không cách nào chỉ đến mà không đi ngoại trừ một số người họ đến rồi họ không đi bây giờ ở hy ma lạp sơn vẫn còn vài người nếu chúng ta muốn thành những người đó cũng được nhưng không phải dễ vì nhiệm vụ của chúng ta khác nhau chúng ta không nên ở lại lâu như vậy còn nhiệm vụ của họ cần phải ở lại lâu nên họ phải ở lại thí dụ những người sửa đường họ nay làm ở đây mai làm ở đó nhưng có người vì nhà họ ở bên đường nên họ không di động. Tình trạng cả hai và việc làm cả hai đều khác nhau. Chúng ta nghe nói có người trường sanh bất lão, có người họ vĩnh viễn không chết, không rời khỏi thế giới này, vân vân. Chúng ta không tin, nhưng chuyện có thật. Chúng ta không tin cũng không sao, vì chuyện này không giúp ích gì cho chúng ta. Chúng ta cũng không muốn ở lại lâu, vì có ở lại lâu như vậy cũng không có ích gì nhiều. Bây giờ, tôi giảng tại sao chúng ta không thể ở lại lâu như vậy. Nếu là người đại khai ngộ hoặc thành Phật, thành quả vị rất lớn như Phật Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử, Chúa Giêsu Kitô vân vân thì có thể ở lại, vì ở lại sẽ giúp đỡ rất nhiều chúng sanh, nhiều chúng sanh sẽ vui mừng. Nhưng không nhất định đâu, vì có người biết rằng tôi có thể ở lại đến vô tận kiếp, vậy họ thọ pháp làm gì họ có thể chờ đến kiếp sau khi làm người rồi mới thọ pháp cũng được vậy còn nếu chúng ta không biết ngày mai ngài còn không lúc đó chúng ta tu hành mới nhiệt tâm hơn nếu chúng ta biết ngài vĩnh viễn tồn tại thì không thấy có giá trị hôm nay đến ngày mai lại không đến năm nay không thể đến thì năm sau đến vì chúng ta biết rằng sư phụ chúng ta cũng có xác thân và nó vô thường có lúc chúng ta thấy Ngài mắc bệnh, đau khổ, vân vân. Chúng ta biết rằng có một ngày, Ngài nhất định sẽ ra đi, sẽ vãng sanh, sẽ trở về thiên quốc. Chúng ta mới quý trọng sự hiện hữu của Ngài. Lúc Ngài còn tại thế, chúng ta mới coi trọng, vì không biết lúc nào Ngài còn. Chúng ta thấy mỗi ngày có rất nhiều người chết, thì tôi có một ngày nào đó cũng sẽ mất. Như Chúa Giêsu Kitô chỉ sống có hơn 33 năm. Vì vậy, chúng ta tưởng rằng không có ai trường sanh bất tử, tưởng rằng không ai có thần thông. Thật ra nó có, và đó chỉ là thứ thần thông nhỏ. Chuyện trường sanh bất tử là chuyện lớn. Như Phật Thích Ca Mâu Ni, khi chưa vãng sanh, có ám chỉ A Nan có cần ngài ở lại không? A Nan hình như nghe không hiểu, lúc đó như bị ma chướng che mắt bịt tai, nghe không hiểu nên không trả lời. Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi A Nan ba lần mà không trả lời. Cho nên, Phật Thích Ca Mâu Ni mới không thể ở lại. Nếu A Nan nghe hiểu và thỉnh cầu Phật ở lại thì Phật có lý do để ở lại. Tôi đọc kinh Phật thấy lúc Phật Thích Ca Mâu Ni vãng sanh rất cô đơn. Mặc dù sau này có rất nhiều người đến, nhưng lúc ngài có bệnh khổ nằm dài, chỉ có một mình A Nan chạy đông chạy tây, kêu các đệ tử về gặp Phật Thích Ca Mâu Ni lần cuối cùng. Cho nên, ngài cũng rất cô đơn và đó cũng là tình trạng đột phát phải không? Nếu Phật biết trước, thí dụ như ba tháng, Ngài sẽ viết thư thông báo các đại đệ tử trở về rồi phải không? Ngài cũng không thể biết được sớm như vậy. Lúc đó Ngài cũng biết là ba tháng sau Ngài sẽ nhập Niết Bàn, nhưng Ngài không biết được lúc nào, ngày nào, vì sinh mệnh của mình có lúc chúng ta có thể biến đổi. Như trong Tam Quốc Chí, Khổng Minh trước khi chết cũng muốn thử thay đổi định mệnh rốt cuộc vì bộ hạ vô ý làm hư pháp thuật nên khổng minh phải chết. giống như vậy, phật thích ca mâu ni cũng thử kéo dài sinh mệnh, cho nên nói với a nan là người tu yoga, có người tu pháp trường sanh và như lai cũng có tu pháp môn này có thể kéo dài sinh mệnh. ngài ám chỉ như vậy, ý ngài là a nan nên thỉnh cầu phật, nếu phật có thể ở lại thì tốt lắm. nhưng lúc đó a nan dốt quá chưa khai ngộ, bị ma chê mắt, bị tai, cho nên nghe chẳng hiểu. Phật nói ba lần mà Ngài không trả lời. Sau đó Phật tuyên bố, ba tháng sau Ngài đi. Lúc đó, A Nan mới khóc thỉnh Phật ở lại. Phật Thích Ca Mâu Ni rầy A Nan là lúc trước nói ba lần mà không chịu thỉnh mời, bây giờ đã quá trễ. Vì ngài đã hứa với Ma Vương là ba tháng sau sẽ ra đi. Quý vị thấy Phật cũng biết trước rồi mà không thể nào kêu hết đệ tử về. Vì ngày chết có lúc cũng không biết kéo dài ra sao. Sư ông của tôi khi chưa thành đạo đã có vợ, giống như Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Sau này họ đều tu hành hết, vì có quan hệ vợ chồng. Vợ của sư ông biết ngày mình ra đi, bà nói với sư ông là ngày mai sẽ đi, vì sư phụ bên trong đã đến nói như thế. Ý nói là chồng bà nói, chồng bà đã thành đạo, cho nên sư phụ bên trong là hóa thân của Phật Bồ Tát. Khi quý vị tọa thiền mà thấy ngài rất sáng, đó là sư phụ bên trong. Phật giáo nói là hóa thân của Phật. Xác thịt này gọi là báo thân, còn bên trong có trăm ngàn ức hóa thân, cái đó là khác. Khi chúng ta tọa thiền có thể thấy được hóa thân, có lúc không tọa thiền cũng thấy ngài đến nhà nói chuyện với chúng ta một lúc rồi đi, hoặc cùng uống trà, hoặc nói gì đó. Đó là hóa thân chứ không phải là xác thân của ngài. Nhìn giống như là xác thân nhưng không thể bắt được lâu, cùng lắm là bắt được nửa tiếng rồi sẽ từ từ tan mất, đó tức là hóa thân của Phật. Hoặc khi chúng ta lên cảnh giới rất cao thấy ngài, ngài dẫn chúng ta đi chơi, đi học tập hoặc là học đạo đức trong Phật học viện trên đó thì đó là hóa thân của ngài. Còn quý vị nghe ngài thuyết pháp tại đây thì đó là xác thân của Ngài. Xác thân này có thể bắt giữ được, còn hóa thân Ngài đâu đâu cũng có. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, như đến như đi, cho nên không thể nào bắt giữ được. Đa số người tu pháp môn quán âm sẽ có hóa thân sư phụ đến để báo trước ba ngày, hoặc trước một tuần lễ, hoặc trước một tháng, trước ba tháng, vân vân tùy theo tình trạng. Có người không thiền tốt, thì sư phụ phải báo mộng, nhưng rất có thể họ tỉnh dậy lại quên mất. Bà vợ của sư ông cũng vậy. Bà cho chồng biết là ngày mai sẽ đi. Lúc đó, sắc thân sư ông nhìn lịch nói rằng ngày mai rất bận, cho nên yêu cầu bà ta ngày hôm sau mới đi. Bà ta nhận lời, đây là chuyện năm 1970, chứ không phải chuyện đời xưa. Nhiều người đứng gần đó có nghe thấy hiện nay họ vẫn còn sống vì hôm đó có rất nhiều chuyện vui mừng xác thân sư ông rất bận rất có thể sư ông bên trong quên mất vì ngài người cảnh giới ở trên khác với của chúng ta thế giới này không có ích dụng gì đối với các ngài các ngài không lo gì đến chuyện của thế gian nên quên mất đến bảo ngày mai đi rốt cuộc xác thân sư ông sửa đổi thành ngày hôm sau cho nên rất có thể xác thân sư phụ còn lợi hại hơn hóa thân sư phụ Thật ra, sư phụ bên trong và sư phụ bên ngoài rất hòa đồng với nhau. Cho nên, coi bói không nhất định là lúc nào cũng chính xác. Như mấy năm trước, nhiều người tiên đoán là hoàng đảo Formosa bị chìm, hoặc thế giới bị tận. Nhiều người tụ một nơi để tị nạn. Không riêng ở Formosa nói như vậy. Nhiều quốc gia trên thế giới trước kia đều có tiên đoán. Có người họ đăng báo nói rằng ngày nào, tháng nào đó chỗ nào của Phongosa sẽ có thiên tai. Rồi ai nấy cũng đến đó chờ coi chẳng thấy gì hết. Rất có thể người tiên đoán họ bói đúng, chứ không phải là gạt người. Họ cũng là người tu hành, nhưng sao rốt cuộc lại không chính xác. Bởi vì thời gian của thế giới này khác với thời gian trên thiên đàng, chúng ta tính tới tính lui sẽ tính sai. Sai có một giây phút đã biến thành sai lệch đến cả tháng, cả năm, thí dụ vậy. Hơn nữa trong vũ trụ này có rất nhiều loại chúng sanh, họ làm công việc khác nhau. Loài người có công việc của loài người, còn thiên nhân cũng có công việc của thiên nhân. Như rồng thì làm mưa, nghe nói như vậy. Phật có việc làm của Ngài, còn thiên đế của mỗi từng trời đều có những việc làm khác nhau. Có những chúng sanh chuyên môn chăm lo thế giới này, lo về chuyện tốt xấu, định mệnh của thế giới ta bà này. Coi lúc nào có tai ương, lúc nào có phước báo, họ đều ghi xuống. Cho nên chúng ta nói, đời người có định mệnh hoặc là nhân loại đều có định mệnh. Hoặc chúng ta nghe nói, có một ngày nào đó địa cầu sẽ bị nổ. Những chuyện đó có, chứ không phải là không có. Vì có những người tu hành tốt, họ sẽ đến nơi đó, đọc những cuốn sách đó. Thứ nhật ký do các chúng sanh đảm trách đó, ghi xuống những việc sẽ phát sanh nơi quả địa cầu. Nhưng vì thứ ngôn ngữ họ viết xuống ở bên trong đó khác với thứ ngôn ngữ bên ngoài, nên thông dịch qua lại sẽ bị sai, và ngày tháng cũng sẽ tính sai. Cho nên có người tính sai. Thí dụ, họ tính năm này sẽ có chuyện, nơi đây sẽ có động đất hoặc bão táp. Cuối cùng, tới năm sau mới có. Đó là vì họ tính sai. Điều thứ hai là con người có ý thức tự tại, ý chí tự do. Có lúc chúng ta có thể biến đổi chúng ta Thí dụ, có khu nào ở Formosa rất hung ác. Họ ngày tối uống rượu sát sinh, đối xử mọi người không tốt. Rồi chúng sanh phụ trách việc tốt xấu đó sẽ ghi lại, rồi phán rằng có một ngày nào đó khu đó sẽ bị tiêu diệt, bị thiên tai gì đó. Và khi thời gian đến là họ sai người xuống làm để lo liều rửa sạch chỗ đó, đem những người ở khu đó xuống địa ngục và sau đó tạo người mới cho khu đó nhưng khi thời hạn chưa đến và chúng sanh ở khu đó có một ngày họ tự nhiên đổi tâm họ thấy chán không còn rượu chè cờ bạc không còn giết người cúp của không còn đối xử xấu với kẻ khác họ đột nhiên được đưa đến gặp sư phụ và thọ pháp sau đó về nhà ăn chay tọa thiền nghe giáo lý sư phụ lúc đó tâm họ đã thành tốt thí dụ ở khu đó có một người chuyển tâm của họ như vậy, lực lượng của người đó sẽ sửa đổi và rửa sạch toàn khu, sau này những chúng sanh lân cận sẽ trở nên hiền lành. Cho nên chúng ta đã biết điều này, như đồng tu trong gia đình có một người thọ pháp, lúc đầu bị cả nhà phản đối không cho tọa thiền vân vân, nhưng không bao lâu cả gia đình thay đổi, họ cũng trở nên hiền lành, cũng ăn chay và đến thọ pháp. Vì sức chấn động của Phật hoặc còn gọi là sức gia trì của phật hoặc là lực lượng của đại đạo có thể biến đổi rất nhiều việc trong vũ trụ này có hai thứ lực lượng một là phủ định một là khẳng định một loại tốt một loại xấu lực lượng tốt này còn mạnh hơn lực lượng xấu cho nên lực lượng tốt sẽ hóa giải lực lượng xấu rất nhanh chỉ có vậy thôi không phải là một người có tu hành có thể biến đổi nhanh như vậy mà là sự câu thông với đại đạo nối tiếp với đại đạo với cả vũ trụ giống như chúng ta nối ống nước vậy đầu ống nước vốn không có nước nhưng nhờ được tiếp nối với nguồn nước cho nên có nước và cải định có thể dùng có phải vậy không và từ một ống nước đó chúng ta có thể chia ra nhiều nơi và nơi nào cũng có nước chảy ra trong một lúc ống nước đó không cần phải lớn nhưng nó phải được tiếp nối với nguồn nước đó ai nối được với ống nước đó đều có thể dẫn nước. Giống như tình trạng đó, một người tu hành có thể biến đổi rất nhiều những ảnh hưởng xấu. Cho nên, đệ tử của tôi nói rằng, ở Formosa có người tiên đoán sẽ có 49 ngày không thấy mặt trời. Cuối cùng chỉ có một ngày không thấy mặt trời. Rất có thể người đó không tính sai. Người này lên trời, đọc hồ sơ trên đó có ghi như vậy. Nhưng nhờ người Sa hiền tử tìm được Minh sư, chịu tu hành sửa đổi, nên cả nước Sa sẽ thay đổi. Vì thế, tu hành rất có ích, không phải chỉ riêng mình mà thôi. Nhưng phải tu đúng pháp môn mới được, không phải tu bậy bạ có ích dụng đâu. Tu bậy bạ không những uổng phí thời giờ mà còn bị lừa gạt nữa. Đối với tôi, tu pháp môn Quán âm là có ích lợi nhất, nhất định có ích, có ích lợi liền và vĩnh viễn có ích lợi không bao giờ bị hư hao vì lực lượng này không thể dùng để làm việc xấu vì phẩm chất nó vốn đã tốt rồi thí dụ chúng ta ăn trái táo mùi vị của nó là như vậy nó không thể biến thành đắng thí dụ đá lạnh nó vốn là lạnh là đá không thể dùng làm lửa để đốt cho nên pháp môn quán âm là mượn lực lượng của đại đạo được câu thông với lực lượng nguyên thủy vì vậy không thể làm việc gì xấu Nó sẽ không giúp chúng ta làm việc xấu Nó chỉ giúp chúng ta làm việc tốt mà thôi Toàn làm những điều lợi ích chúng sanh Vì vậy tôi cho rằng tu pháp môn quán âm là tốt nhất Tôi vẫn tiếp tục tu pháp này Và các đồng tu đều tán thành Cho nên họ cực nhọc như vậy Thành tâm mời tôi đến đây Tôi nghe nói họ có đăng báo Như vậy đã quá công khai hoàng pháp Có người bảo tôi nên ẩn tránh mà quý vị dám đăng báo có muốn tôi núp không? Đã trốn 5 năm rồi mà vẫn vô dụng. Có trốn cũng bị người ta lôi ra, hình như chân lý không thể bị đè ép, ý người không thể bị đè ép, cho nên các quốc gia mới có cách mạng. Trong nước vua là lớn nhất, tổng thống là tối cao. Vua vốn có uy quyền tối cao, bắt dân nộp thuế, ép buộc dân làm nhiều việc để phụng sự vua. Nhưng vì vua làm nhiều việc xấu cuối cùng dân chúng chịu không nổi, đã hạ bệ nhà vua, ý dân là ý trời, phải vậy không? Nếu chúng ta làm điều gì không hợp với đạo thì người ta sẽ phản đối, cho dù thượng đế có xuống trần cũng không thể nào đàn áp những người làm cách mạng, vì nếu dân bị đàn áp quá thì có ngày cũng bị nổ tung. Tôi đã trốn 5 năm ở khắp nơi, đi đâu cũng không dám nói pháp vì sợ. Nhưng bây giờ thì không muốn nấp nữa vì có trốn cũng vô dụng càng trốn càng gặp phiền phức thêm tôi không làm gì xấu tại sao phải trốn hoài vậy ẩn trốn rất cực khổ quý vị không hiểu thôi lục tổ hệ năng ẩn nấp mười sáu năm rất khổ tôi không muốn trốn lâu như vậy thấy khổ quá hơn nữa tôi không làm gì xấu phật thích ca mâu ni cũng không trốn tôi cần chi phải trốn không phạm pháp không cần gì hết. Nếu không hoàn pháp được thì đi thôi. Sa này nhỏ như củ khoai lang. Nếu đổ không được thì thôi. Cả nước không lớn bằng một thôn làng của nước Đức. Phố Tàu ở Nỗ Ước còn lớn hơn Sa. Cho nên phải công khai hoàng pháp. Tôi nghe nói có nhiều thiền sư đều trốn cả. Chỉ có vài người dám ra thuyết pháp. Nên nếu ai thành đạo một chút là trốn. Không cho ai biết đến. Vậy thành đạo có ích gì? Tu hành như vậy để làm chi? Bởi vậy mục đích tu hành không phải cho riêng mình. Tôi nghĩ rằng không có ai thật sự chỉ vì bản thân tu hành. Chúng ta tu hành là cho chúng ta nhưng cũng vì những người khác phải không? Ít nhất vì một, hai người, hoặc vì tổ tiên, hoặc vì vợ vì chồng, hoặc vì gia đình. Vì có lòng bác ái này cho nên chúng ta tu hành, thật sự là người tu hành vì có lòng bác ái đó chúng ta mới muốn tu hành đẳng cấp và trí huệ đã đạt đến mức đó chúng ta mới bắt đầu tu hành nếu chúng ta còn ích kỷ thì chắc chắn không muốn tu hành trước kia tôi cũng vì những người khác mới đi tu khổ cực đương nhiên trước đó tôi đã đọc sách của sư ông sư tổ rồi tôi rất khâm phục và biết rằng đây là đúng rồi hợp ý rồi đã biết sư phụ của tôi là người kế vị cho sư ông nhưng khi đến đó, tôi còn muốn biết Ngài là ai, thuyết pháp có hợp lý không? Vì rất có thể sách của sư ông không có liên quan gì đến sư phụ của tôi. Ngài mới ra hoàng pháp chưa được bao lâu, và sách của Ngài cũng chưa có bao nhiêu. Chỉ nhờ các sách của sư ông để lại, sư ông và sư tổ đã có rất nhiều đệ tử. Còn tình trạng của Ngài thì tôi chưa hiểu rõ, cho nên đến nghe thuyết pháp mà chưa định thọ pháp, nhưng khi tôi nghe đến câu người thọ pháp năm đời được siêu sanh là tôi đi thọ pháp liền vì ít nhất tôi có thể đặt thử năm đời không lỗ vốn cho nên chúng ta vì người khác mà tu hành rồi khi thành đạo lại trốn thì có ích gì như vậy còn thiếu lòng bác ái hơn phàm phu nếu chúng ta thuyết pháp nơi đây không được thì đi chỗ khác thuyết pháp họ đuổi theo chúng ta khắp nơi có ngày cũng mệt nên chúng ta phải tiếp tục sống vì vậy có lúc phải trốn nhưng khi thời gian đến thì không thể trốn nữa lúc đó có muốn trốn cũng không được trốn có nghĩa là độ ít người thôi hoạt động ít vậy thôi như trước kia tôi đi hoàng pháp toàn là do đệ tử mời đến người khác không ai biết về tôi không có hình quảng cáo sau này dán hình coi như là công khai lần đầu tiên truyền tâm ấn phải trốn không cho ai biết trước kia tôi ở trong chùa mỗi ngày quét nhà rửa nhà vệ sinh sắp ghế cho người ta đến phật học viện nghe giảng kinh tôi đứng một bên nghe không hiểu tiếng trung hoa vậy mà cũng có người đến học đạo với tôi quý vị thấy tức cười không nghĩ lại thật là tức cười lúc đó mới đến formosa một tiếng cũng chưa biết chỉ biết nói cám ơn và tốt ai làm gì cũng nói tốt và cảm ơn Vì không biết nói những câu khác Rồi họ lại tưởng là tôi biết nói tiếng Trung Hoa Lúc đó truyền tâm ấn tôi nói bằng tiếng Anh Hồi đó tôi ra ngoài mua sắm và nhùm y phục Gặp vài người biết tiếng Anh Họ háo kỳ hỏi tôi Vì lúc đó là mùa đông Họ thấy tôi mặc vải mỏng Thứ y phục nhà tu rẻ tiền nhất ở Formosa Còn những người khác mặc vải dày Cho nên họ háo kỳ không thấy hòa thượng nào nhuộm y phục. Các hòa thượng ở Phong Sa mặc không hết tăng phục của mình. Cũ Củ một chút là họ bỏ. Sao lại có hòa thượng mua y phục rồi nhuộm màu? Họ hỏi sao tôi nhộm y phục? Tôi trả lời là y phục mặc lâu rồi không đẹp. Vì mỗi ngày tôi rửa nhà vệ sinh và quét nhà, thường tốt mồ hôi dễ bị dơ, cho nên nhuộm màu cà phê không dễ thấy dơ. Và lúc đó tôi không có nhiều y phục. Tôi lại mặc y phục vải mỏng. Họ chưa từng thấy thầy tu nào như vậy. Phải nhụm màu để dễ coi hơn. Họ hỏi, mùa đông mà mặc như vậy không lạnh hay sao? Lúc đó, tôi không muốn nói là tôi không có áo lạnh. Tôi chỉ trả lời là không thấy lạnh. Nhưng cũng nhờ mỗi ngày làm việc rất nhiều, cho nên không thấy lạnh. Họ cảm thấy chắc tôi có công lực cao cường, cho nên không thấy lạnh. Họ muốn biết tôi tu pháp môn gì. Tôi cho họ biết tôi đến từ Hy Mã Lập Sơn vì sống trên đó lạnh đã quen rồi chứ không phải tu pháp gì mà không thấy lạnh. Họ nghe Hy Mã Lập Sơn là run rồi. Sau đó họ háo kỳ hỏi đủ thứ rồi yêu cầu tôi truyền tâm ấn cho họ. Nhưng rồi tôi cũng không truyền chỉ sau cùng truyền cho một người thôi. Lúc tôi bế quan họ bắt đầu đến chỗ tôi tìm cho nên tôi truyền cho nhiều người. Đó là năm 1985 coi như là bắt đầu truyền pháp. Còn trước đó nữa thì chỉ nơi đây lén truyền cho một người, nơi kia lén truyền cho một người khác. Vì tôi ở trong chùa của người ta cho nên phải truyền lén lút. Cả ngày quét dọn trong chùa, không ai biết tôi là ai. Nếu ra hoàng pháp thuyết pháp ồn ào, họ sẽ đuổi tôi đi thì làm sao đây? Lúc đó tôi không có tiền, lại không biết nói tiếng Trung Hoa thì chạy đi đâu. Vì thế phải lén truyền pháp mới không ai biết. Kỳ qua đảo Bình Hồ truyền pháp lại càng mạo hiểm. Hồi đó tôi cùng vài người đệ tử qua thăm người tị nạn Âu Lạc. Các đệ tử này phát tâm cùng tôi đi mua tượng quán thêm Bồ Tát để tặng người tị nạn vì họ cần. Khi chúng tôi qua đó, chính quyền địa phương sắp cho ở trong một khách sạn. Tôi là một tu sĩ không thích ở trong khách sạn. Hơn nữa lại không có món ăn chay, nên tôi muốn đi tìm ngôi chùa ở cho tiện. Tôi và các đệ tử tìm một ngôi chùa lớn nhất để ở qua một đêm. Nhưng tối đến là các người muốn đến thọ Pháp và hỏi tôi tu Pháp gì. Lạ thật, tôi chỉ ngồi thiền không nói một tiếng nào thì làm sao hoàn Pháp. Hình như họ đến mùa được cái gì mới đến hỏi. Lúc đó tôi còn phải nói tiếng Anh và qua một người thông dịch. Và vị tu sĩ già này đã lớn tuổi mà còn muốn học với tôi. Vị này đã ngoài 60. Người này cho biết đã xuất gia dạ hơn 30 năm. Niệm Phật trên 30 năm, một chút cảm ứng cũng không có. Mỗi ngày vị này chỉ lo là khi vãng sanh, Phật A-di-đà không đến rước. Cho nên cần phải có được một chút cảm ứng mới an tâm. Vị này đã lo lắng mấy năm rồi vì không thấy Phật A Di Đà trả lời. Tôi nghe cảm động quá, không cách nào hơn là phải truyền pháp. Tôi bảo vị đó phải tìm một nơi khác, nhưng vì vị này còn phải tụng kinh sáng, sau đó phải làm việc trong chùa, chiều đến lại phải tụng kinh chiều, bị nhiều việc ràng buộc, khó đi ra ngoài, yêu cầu tôi nên truyền trong chùa. Tôi nói là không được. Sau cùng bà ta tìm ra nhà của một vị đệ tử. Chúng tôi lên sân thượng lầu ba. Ngoài ra còn có nhiều tu sĩ trong chùa quen biết bà cũng đến. Năm sáu người chen trúc trong một phòng nhỏ. Từ ba giờ sáng truyền pháp cho đến bảy giờ sáng. Rồi họ về tụng kinh. Vì vị trụ trì trong chùa rất nghiêm khắc. Nên họ phải đến tụng kinh sáng, kinh chiều rất cực nhọc. Còn tôi trở về ăn cơm, không ai biết chuyện gì xảy ra. Có một ngày tôi đến một ngôi chùa ở Cao Hùng, cũng truyền pháp cho một số người xuất gia. Không biết vì lý do gì mà họ tìm đến, tôi quên rồi. Họ cũng phải tụng kinh sáng. Quý vị biết hoàn cảnh trong chùa. Chùa thì lớn, nhưng không có một chỗ nào có thể tịnh tọa. Nói chi đến việc truyền diệu pháp, cần có ba đến bốn tiếng đồng hồ. Họ sẽ đến đưa mình lên thiên đàng. Vì thế, tôi phải vào phòng riêng của họ khóa cửa lại thuyết pháp. Lúc nghe kinh, họ thấy hóa thân tôi, cho nên sau đó họ yêu cầu được truyền tâm ấn. Họ rất vui mừng và tin tôi lắm. Vì hồi giờ, họ chưa từng thấy thiền sư nào có hóa thân. Ngày hôm sau, tôi phải đi, nên khi thuyết pháp xong là đã 11 giờ tối. Bởi vậy, mọi người trốn trong căn phòng cuối, mà không ai biết. Những người khác ngủ hết. Nửa đêm, truyền cho đến 4 giờ sáng, rồi họ đi tụng kinh sáng. Trước đó đều là như vậy, bây giờ bắt đầu có treo hình, đăng báo, không còn trốn nữa. Còn trước kia thật sự là trốn. Đi đâu truyền pháp cũng rất sợ. Vì tôi biết pháp môn này không dễ gì nói bằng ngôn ngữ. Nếu có nói thì phải nói rất lâu mới rõ được. Ngoại trừ người có thiện căn sâu dày. Nếu không, không thể nào chỉ nghe pháp trong vòng nửa tiếng mà tin ngay đó là lý do tại sao nếu không đời đời kiếp kiếp tu hành tốt không dễ gì nói ra được cho nên đi đâu tôi cũng không nói tôi ở một năm trong một ngôi chùa tại Phú Mô Sa mà không ai biết tôi đã nói những gì hoặc tôi có biết pháp môn gì mỗi ngày tôi chỉ quét nhà ở Mỹ cũng vậy ở trong chùa một năm không ai hay biết tôi không nói một câu nào Tôi ở Formosa đã mấy năm, không ai biết tôi Hoàng Pháp. Bây giờ vì đệ tử làm huyên náo lên, nên họ mới biết, nếu không thì không ai biết đến tôi. Lúc nãy nói về chuyện hóa thân, hôm qua chúng tôi đến thăm một vị đồng tu ở Phủ Lý và ở trong gia đình đó qua đêm. Họ nói rằng trước khi tôi đến, vị đạo trưởng ở trên núi đã biết trước và nói với đứa con là ba ngày sau sư phụ của nó sẽ đến. Họ thuật lại, hóa thân tôi cho hay và hôm qua quan Thế Âm Bồ Tát hóa thân đến báo là ngày mai tôi đến. Nhưng vị đồng tu không tin, cho rằng nếu tôi đến sao không thấy gọi điện thoại để họ mua sắm sửa và lo chỗ ở. Đồng tu nửa tin nửa không tin. Hôm qua vị đồng tu đó hỏi tôi sao không gọi điện thoại cho ông đạo sĩ biết trước nhắn tin, làm vị đồng tu đó thấy ngại ngùng quá. Tôi nói có chứ, sư phụ gọi ở bên trong cũng như ở bên ngoài vậy. Lẽ ra phải như vậy, không nên dùng điện thoại bên ngoài. Vị đồng tu đó cười. Đây không phải là lần đầu tiên thấy hóa thân tôi. Khi còn gặp tôi, vị này đã thấy trước rồi cho nên rất tin. Vị này biết ngay, vị này cho biết đã từng quy y với rất nhiều thầy. Vị đạo sĩ này có thể thấy rất nhiều chuyện có thể thấy nơi nào có phật bồ tát đến nơi nào có ma vân vân người này rất đơn thuần không phải nói giỡn hoặc nói chuyện mơ hồ nếu quý vị thấy vị này nhìn đôi mắt sẽ biết vị này như là trẻ con rất đơn thuần không biết nói láo hoặc ngạo mạn là gì nói gì cũng đúng nên được rất nhiều người tin lời nếu là người thường họ sẽ sinh ra ngạo mạn nhưng người này chẳng biết kiêu ngạo là gì vợ của vị này cũng vậy lúc họ chưa gặp tôi đã biết trước quý vị đọc bản tin chuyện của một vị đạo sĩ trong bản tin thanh hải vô thượng sư sẽ hiểu vì họ có duyên với tôi cho nên mới thường thấy hóa thân tôi có những người chưa gặp tôi đã thấy trước rồi lúc tôi chưa đến formosa họ đã thấy rồi tôi chưa đến đài nam họ chưa biết tôi mà đã thấy trước rồi đó là duyên thầy trò rất sâu đậm đây không phải là lần đầu tiên gặp nhau cho nên có người còn nhớ tôi bởi vậy lúc tôi chưa đến formosa họ tọa thiền đã thấy họ tưởng là quán âm bồ tát trẻ con không thọ pháp cũng thấy không phải chỉ là đồng tu thôi quý vị không cần phải tin coi như tôi kể chuyện nếu có nói về hóa thân hoặc chuyện những người thấy hóa thân tôi là không đúng thì cũng không sao, quý vị cứ coi như chuyện thần thoại, không cần phải tin. Như quý vị đọc truyện của pháp sư Huyền Trang Tây Du Ký, trong đó toàn là những chuyện huyền bí như chuyện phong kiếm xuân thu, truyện phong thần vân vân đầy thích thú. Thế giới chúng ta nhiều phiền não, chúng ta nghe những chuyện vui đó cũng giúp ích cho chúng mình phần nào, khiến chúng ta có chút ít hy vọng. Bây giờ Tôi nói một chút về pháp môn quán âm. Toàn cõi vũ trụ là do một chấn động lực tạo ra. Quý vị đọc sách khoa học sẽ biết. Có lúc sức chấn động này có thể sáng lên, chúng ta gọi là hào quang, nhìn thấy như là ánh sáng. Ngày nay, khoa học gia đã chứng minh là thân thể chúng ta nếu lấy máy điện tử chụp thì thấy nó có một thứ ánh sáng chứ không phải là một con người và nó có chấn động. Sức chấn động là lực lượng của vũ trụ, là lực lượng nguyên thủy của tạo hóa, mà chúng ta đều có thứ chấn động lực đó. Chúng ta gọi nó là nguyên khí, hoặc lực lượng của tạo hóa, hoặc thượng đế, phật lực, phật tánh, bản lai diện mục đều như nhau. Thứ chấn động lực đó không phải là sức chấn động thường, nó có thể trường dưỡng cả vũ trụ, nó có thể tạo ra cả vũ trụ, và chúng ta có thứ chấn động lực đó ở bên trong chúng ta cũng có thể nghe được nó chúng ta không phải dùng lỗ tai nghe mà là dùng trí huệ để nghe cho nên gọi là quán cho nên gọi là quán âm âm tức là thứ âm thanh bên trong thứ chấn động lực đó nếu chúng ta có thể câu thông được với chấn động lực đó là chúng ta có thể tìm được lực lượng nguyên thủy của chúng ta tức là bản lai diện mục tức là bản tánh. Sau khi chúng ta tìm được chấn động lực này rồi thì chúng ta mới ổn định, không còn cô đơn và sau đó chúng ta càng lúc càng hiểu rõ chúng ta là ai, càng lúc càng hiểu rõ cơ cấu của vũ trụ và nguồn gốc của sanh tử. Cho nên pháp môn quán âm là quán bản tánh của mình, quán sức chấn động của mình, quán lực lượng của vũ trụ. Không phải chúng ta quán cho vui mà chúng ta phải quán nó để có thể sanh tồn để có thể trường sanh bất tử trường sanh bất tử không có nghĩa là xác thân này trường sanh bất tử có nghĩa là chủ nhân chúng ta không còn cô đơn không còn bị nhốt ở địa ngục không còn bị nhốt trong xác thân này và sau này chúng ta được tự tại đâu đâu cũng có chúng ta trở thành rất lớn rất vĩ đại rất có trí huệ rất thông minh rất có lực lượng cái gì cũng có thể làm được lên xuống thiên nàng địa ngục nhanh như bốn ngón tay thí dụ vậy cho nên chúng ta cần phải quán thứ âm thanh nội tại này vì thế mới gọi là pháp môn quán âm khi được vị minh sư truyền pháp chúng ta liền có thể quán được thứ âm thanh này nếu không có minh sư giúp đỡ có lúc chúng ta cũng có thể quán được nếu tiền kiếp có tu hành, nhưng chỉ quán một chút là mất đi. Nó không thể vĩnh viễn ở với chúng ta vì chưa được thật sự câu thông. Minh Sư có thể giáp nối lại như nối hai đường dây điện lại thì không còn bị mất điện nữa. Sau đó chúng ta vĩnh viễn câu thông với đại lực lượng, bản tánh của chúng ta và chúng ta tìm lại được nhà của chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ ổn định lại và càng ngày càng phát triển, càng ngày càng thông minh sáng suốt, càng không bị luân hồi và được bất sanh bất tử, có trí huệ. Nếu quý vị muốn biết rõ thêm, có thể nghiên cứu giáo lý của tôi. Hôm nay thấy quý vị rất thành tâm, tôi rất cảm động. Thấy mọi người đều đến đây, những chùa lớn khác đèn đuốc sáng trưng lại không đi. Đến đây thì hai bên và phía sau không có đèn. Đến gặp một thiền sư ngoại quốc chưa từng quen biết nói những gì cũng đã quên hết rồi. Tôi rất cảm động và cảm ơn mọi người. Quý thính giả vừa lắng nghe bài khai thị của Thân Hải Vô Thượng Sư tại Đài Nam, Formosa vào ngày 14 tháng Giêng năm 1988 với tự đề tu chánh pháp biến đổi vận mạng Bài này được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát Sách khai thị, quyền 12,